Hello, xin chào tất cả anh em. Sáng nay em sẽ gửi đến anh em một cây quạt để bàn rất là đẹp. Đây là cây quạt bàn Tô Thiên Nga, chữ Z, anh em có thể thấy rất là đẹp. Cây này thì bên em bán rất là nhiều cái phiên bản của nó rồi. Tại vì con này nó có rất là nhiều cái màu cánh, từ những màu cánh tím, con này là cánh tím nha anh em. Còn đâu cánh xanh rồi là cánh vàng, nói chung là rất là nhiều màu đó. Và cái thân của nó là dạng màu xám xi măng rất là đẹp. Nó được làm bằng gang sắt luôn. Anh em có thể thấy cái form dáng, kiểu dáng thì rất là đẹp. Đấy, và đây là cái phần số của nó có 3 cấp độ gió. 3 cấp độ gió nằm ở đây. Và cái lồng của nó anh em có thể thấy cái thiết kế của nó rất là bắt mắt. Đó. Tại sao những cái quạt Tô Thiên Nga này được rất là nhiều anh em sưu tầm quạt yêu thích? Tại vì cái form của nó kiểu dạng quỳ, anh em có thể thấy dạng quỳ nó cũng giống như mấy con Nationa chữ Z vậy, nó kiểu dạng quỳ phục vụ cho chủ nhân đó. Nên là được rất là nhiều người thích, giống kiểu người ta quỳ xuống người ta phục vụ mình ấy, quạt cho mình ấy. Đó, nên là những cái cây quạt mà chữ Z thì được rất là nhiều người thích. Và cái form của nó giống như con Thiên Nga đấy anh em có thể thấy. Nhìn cái form dáng. Anh em nào mà chơi quạt Nhật xưa sưu tầm thì có thể liên hệ với em để mua cây quạt này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.